Có nhiều anh chị em hỏi chị câu này nè Là hiện tại ngay bây giờ đó Là già, trẻ, lớn nhỏ Và nhiều người đã biết tới thằng Dogecoin rồi Thì nếu mà ai cũng biết và ai cũng đầu tư Thì làm sao mà có lợi nhuận trong cái thằng Dogecoin này được đó Và quá dễ như vậy thì thực sự ra ai cũng làm giàu rồi Thì đây là cái quan điểm của Jimmy Thì thực sự ra đó Cái quan điểm của anh chị nghĩ đúng chứ không có sai Tại vì trước đây đó Jimmy cũng nghĩ tương tự như là anh chị như vậy thôi và chị mình sẽ kể một câu chuyện với thằng Bitcoin để quý vị chị hiểu được thì ở trước đây đó là thường thường bây giờ chị mình nói tới về đầu tư vào công ty hoặc là cổ phiếu nè thường thường á là cái quan điểm của chị đó là nếu mà ai mà đầu tư quá nhiều về một cái công ty nào đó hay là nếu bà con cô bác ai cũng nhảy vào đầu tư một cái công ty nào đó thì thường thường đó là chim mày ít có khi nào đầu tư lắm chị mày phải coi kỹ lại Tại vì nếu ai cũng đầu tư rồi đó thì thực sự ra ai cũng đi kiếm vàng hết rồi thì vàng còn đâu nữa đó thì chuyên mình phải cẩn thận và chuyên mình coi rất là kỹ vào cái công ty đó nó giống như là một cái business um, đa hệ hay là đa cấp chuyên mình nói giả sử ai cũng nhảy vào trong những cái business đó và ai cũng quá dễ dàng để làm giàu thì thực sự ra nó không có đơn giản tới như vậy thì chị mình rất là cẩn thận về vấn đề đó thì trước đây đó chị mình nhớ là cách đây khoảng chừng um, 5 cho đến 6 năm về trước, vào thời điểm đó là chị mì rất là tập trung à, làm ăn, kinh doanh cái business của của Jimmy và muốn grow nó lên seven figure. thì vào thời điểm đó là chị có rất là nhiều bạn bè là những người đó ai cũng nói tới bitcoin, ai cũng đầu tư bitcoin và thậm chí chị mì đi ăn tô phở đó thì cái người đó cũng hỏi là mày có đầu tư vào bitcoin hay không? thì lúc đó là chị mì nhớ là ai cũng đầu tư vào bitcoin cả nhưng mà chị không đầu tư và quyết định không đầu tư vào thằng Bitcoin vào thời điểm đó. Thứ nhất là Jimmy không hiểu Bitcoin là gì. Thứ hai Jimmy chỉ nghe hoang mang về phần phần Bitcoin thôi ai cũng đầu tư. Và thứ ba Jimmy nghĩ là bây giờ thằng bạn mình nó cũng biết. Ok, người lớn người nhỏ gì cũng biết hết tất cả mọi thứ thì làm sao mà mình có lời được. Ai cũng biết tới thì sao mà mình làm giàu được. Thì cái đó là cái quan điểm của Jimmy vào thời điểm đó. Và thật sự cái Jimmy sai. Và khoảng chừng một năm sau đó là khi mày hỏi lại những người bạn đó thì đa số đa, phần những người bạn đó không còn đầu tư thằng bitcoin nữa cái lý do đó là trong một năm đó đó là bitcoin nó có nhiều cái tin tức trên mạng xong rồi người này người đó nói xấu về bitcoin xong rồi là những người đó đầu tư vào họ đầu tư theo phong trào thôi và họ không hiểu bitcoin là cái gì và họ không có giữ vững niềm tin và họ bán hết luôn rồi không còn gì luôn đó thì đa số đa phần những người đó không còn giữ tới ngày hôm nay hiếm có người nào dự tới ngày hôm nay thì họ không có phần lời nhiều thì đó sau cái câu chuyện của bitcoin đó thì thực sự ra jimmy học được một bài học như thế nào là jimmy đã sai tại vì nó có một vài cái business là cần phải có nhiều người biết tới thì cái business đó nó mới có giá trị và một trong những cái lý do đó mà thằng bitcoin nó có giá trị đó là nhiều người biết tới thứ nhất nó hướng tới tương lai thứ hai nhiều người biết tới nhưng mà thứ ba đó là nhiều người không tin tưởng vào thằng bitcoin cho máy họ sợ hãi họ bán ra đó thì đó là những cái cơ hội cho những cái người họ giữ lại để họ làm giàu ok thì đó là cơ hội thì bây giờ ngày hôm nay tại sao chị mày chia sẻ cái quan điểm này tới cho quý anh chị là thằng Dogecoin ngày hôm nay nó có những cái hiện tượng tương tự như là thằng Bitcoin hồi xưa ok thứ nhất là hiện tại thằng Dogecoin đó là để trở thành đồng tiền của thế giới để trở thành people currency thì có phải là phải nhiều người biết tới đúng không và nhiều người đầu tư nó và nhiều người dùng nó đúng không quý anh chị. Thì hiện tại nó đã có được cái điều đó rồi. Tuy nhiên, chim mày vẫn thấy có cơ hội để làm giàu trong cái thằng uh, Doscon. Lý do là hiện tại tuy nhiều người biết tới nhưng mà nhiều người đang sợ hãi tới nó. Nó giống như là Bitcoin hồi xưa cách đây 2018 đó, nhiều người biết tới nhưng mà nhiều người sợ hãi tới nó. Họ chỉ là nhảy vào mì ăn liền nhưng mà họ không có vững niềm tin, thấy được tương lai thì thằng Doscon ngày hôm nay chim mày thấy tình trạng tương tự như vậy. Họ nhảy vô như là mì ăn liền, mua vô bán ra và họ nghe tin đồn cái này cái kia cái kia cái 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 nọ và họ không thấy được, không thấy được tầm nhìn thì thực sự ra chưa mày có đúng một phần hay không trong tương lai thằng Dogecoin có thể có nó có phát triển mạnh y chang là thằng Bitcoin hay không không ai có thể đoán được tuy nhiên chưa mày thấy được những cái hiện tượng tương tự như là Bitcoin và chưa mày thấy được cái tầm nhìn của thằng Dogecoin là hiện tại bây giờ rất là nhiều người lo lắng sợ hãi mà khi mà người ta biết tới và lo lắng sợ hãi đó chính là cơ hội cho mình đó và đây là hiện tượng đang xảy ra thì đó là một trong những cái lý do mà Jimmy thấy cơ hội của thằng Dogecoin còn khá nhiều còn rất là undervalue và Jimmy tin rằng trong tương lai thằng Dogecoin sẽ lên ít nhất là một đô và cho đến 10 đô và Jimmy nghĩ thằng Dogecoin nó phải ít nhất là 10 đô mình thấy okay? và hiện tại ngay bây giờ Jimmy nghĩ nó sẽ chắc chắn theo theo quan điểm của Jimmy nó sẽ nó sẽ hướng tới một đô trong thời gian sắp tới mà thôi ok và quên chị hãy nhớ đầu tư thông minh